biệt. Và đấy là lý do tại sao mà Tabi quả vừa rồi lại xử lý ngược lại, khiến cho tất cả các game thủ đều bất ngờ. Đó cũng là lý do tại sao mà mình gặp Tabi thì rất là khó để có thể giành chiến thắng chứ cậu bé này, bởi vì mình luôn là người đi đọc suy nghĩ của đối thủ, và mình thì thường là đọc lệch suy nghĩ của Tabi cũng như là Jesus. Còn Lê Anh Tuấn thì quá khuôn, mình có thể bắt bài rất đơn giản. Đúng rồi, Vũ Ích thì bỏ R1 cho em, giữ R1 làm gì? Đây là cái tư duy mà mình nghĩ rằng là nó rất đặc biệt. Đấy, khả năng cầm bóng của cậu bé này rất tốt này. Và thường những cái đường tấn công của Tabi ấy, nó chỉ là để đưa bóng vào cho tiền đạo thôi. Thành ra là đôi khi có những cái đường lên bóng của Tabi nó sẽ không đi ra cánh, nó không rộng được đường bóng. Cầm bóng rất là chắc chắn và lên bóng vào tiền đạo này, đỡ bóng và xử lý. Rất cố gắng để đưa bóng vào tiền đạo, mặc dù đây, chúng ta có thể xem lại để biết được rằng là Tabi suy nghĩ như thế nào trong mỗi đường lên bóng của mình. Ok, đây khi em nó lấy được bóng này, một tình huống mà cắt bóng rất nhanh đến từ Pique này. Khi lên bóng này, chúng ta hãy cùng xem lại, xem tua chậm nhá. Tình huống này, chúng ta tua chậm để biết được rằng là tư duy của Tabi lại khác biệt như thế nào, nhưng nó cũng khuôn đến như thế nào. Tức là khi lên bóng, một tình huống mà Suarez đỡ bóng, xử lý. Ở đây có hai cách để ta, có ba cách để Tabi xử lý. Một là quay về truyền cho Suarez phối hợp. Hai là chọc xuống cho Frankie De Jong. Và ba, cậu em, sorry anh. Em bị quen mồm ấy. Thì cậu em này chọn cái phương án thứ ba, tức là đẩy bóng lên. Khi mà đẩy bóng lên này, Tabi lắc xuống. Lắc xuống chờ, nhưng mà thực tế Tabi lại đang nhằm vào tiền đạo ở giữa. Tức là khi mà lên bóng thì Tabi chủ yếu chọn đường truyền vào trung lộ, thay vì việc là sẽ chọn những đường truyền thoáng. Ở đây Tabi có cách như rất nhiều cách làm. Ví dụ có thể xoay ngược lại. Đây chúng ta hãy nhìn này, xoay ngược lại để truyền cho Arturo Vidal đang ở sau, hoặc chọc khe xuống dưới cho Frankie De Jong. Nhưng cái lối chơi trực diện của cậu, của gọi là cậu em này, thì nó lại chỉ tập trung vào tiền đạo thôi, tung ra những đường truyền. Mặc dù đường truyền này rất là mạo hiểm, chúng ta có thể thấy đếm 1, 2, 3. Ở đây có Casemiro, có Cavazan, có Eder Militao. Đang có 3 người đứng che cái đường chuyền đấy rồi. Và một Sergio Ramos đang rình rình lao vào Messi để chặn rồi. Nhưng Tabi có một điểm mà tôi đã nói với anh em rồi. Và chính Tabi, đây là câu nói của Tabi nói với mình, đấy là cứ chuyền đi, biết đâu nó lại tới. Đây là một cái câu slogan mà mình lần đầu tiên được nghe, nhưng nó cũng là cái thứ đã mang lên thương hiệu của Tabi. Và chúng ta hãy cùng xem. Đây, em nó vẫn quyết định chuyền vào Suarez, Messi, trong khi có đến 4 người cũng đứng trên cái con đường chuyền đó. Nhưng đó là cái điều khác biệt, bởi vì nếu nó qua cái điểm đấy thì nó lại cực kỳ nguy hiểm. Ok, chúng ta hãy cùng xem tiếp lối chơi của Tabi nhá. Và khi mà Tabi mất bóng này thì ngay lập tức là một đường L1 để đổi số ra người đánh gần và lao vào ngay, không cho đối phương có cơ hội xử lý. Đấy, lao vào ôm lưng, đổi số. Tabi lúc nào cũng có cái tư duy là cầm cầu thủ lao vào một đoạn đã, sau đó mới đổi số để bắt bài những đường tiếp theo. Chúng ta có thể thấy là liên tục đổi số vào thằng gần, liên tục đổi số vào thằng gần. Anh em thấy không, cứ đổi số vào thằng gần, lao vào che, xong lùi lại đổi số thằng khác để bắt bài, xong lại cầm thằng lao vào. Cái đấy thì em không biết nhá. Đấy, thì lại lao vào tiếp, và sau khi lao vào không lấy được bóng thì lại đổi ra che. Đây là một cái tư duy phòng ngự mà rất áp sát ở giống ngoài đấy, anh em thấy không? Tabi rất hay lao, chọn thằng người gần để lao vào thôi. Ở đấy cũng là lý do tại sao mà mình thấy rằng là Tabi gặp Duy Mập thì lại khó thắng. Một người chuyên đi bắt bài như mình thì lại không thể ăn được Tabi, nhưng mà một người xử lý hay như Duy Mập thì lại là một người gần như là counter lại cái lối chơi của Tabi Tuấn Anh. Một đường truyền khá là khó hiểu. Em vẫn đá.